Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử Lê Huy Vịnh. Lê Huy Vịnh sinh ngày 9 tháng 1 năm 1961, quê quán phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ quân sự. Tóm tắt quá trình công tác: năm 2011, Thiếu tướng; 2012, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân; tháng 6 năm 2015, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân; tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12; tháng 12 năm 2019, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ngày 16 tháng 10 năm 2020, Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ngày 24 tháng 10 năm 2020, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.